Chào mọi người, mình là Thủy đây. Rất vui được gặp lại các bạn trong hành trình xuyên Việt của mình. Điểm phượt hôm nay chúng ta sẽ ghé thăm là Động Thiên Đường thuộc Quảng Bình. Nào chúng ta xuất phát. Động Thiên Đường nằm ở km 16 cách nhánh Tây đường Hồ Chí Minh gần 4 km. Đây là tuyến đường chạy dọc theo biên giới Việt-Lào. Đường vào động phải leo lên nhiều bậc thang trên núi, cửa động cũng rất nhỏ. Động nằm trong lòng quần thể núi đá vôi ở độ cao 190 m, bao quanh là cánh rừng nguyên sinh hoang sơ thuộc Phong Nha Kẻ Bàng. Đây là một trong những hang động kỳ vĩ và là hang động khô dài nhất châu Á. Vé thăm hang là 300k cho một người đã bao gồm xe điện, nhưng thật xứng đáng để thăm một hang động có cấu trúc kỳ vĩ, tráng lệ và huyền ảo như vậy. Đến đây bạn sẽ liên tưởng với một thiên cung nơi trần thế. Để đảm bảo hiện trạng của nền hang, ban quản lý đã làm một cây cầu gỗ rộng 3,5m và dài hơn 1 km để phục vụ du khách tham quan. Con đường này hiện đang giữ một kỷ lục quốc gia là con đường gỗ dài nhất. Càng đi càng thấy tạo hóa sau mấy trăm triệu năm đã miệt mài chạm khắc để đến ngày nay cho ra những hình thù kỳ ảo như vậy. Vẻ đẹp huyền ảo, tráng lệ của hang động càng đẹp hơn trong ánh sáng thạch nhũ. Chúng ta sẽ được thỏa chí tưởng tượng trước vô vàn thạch nhũ hình thù khác nhau. Bạn đã sẵn sàng khám phá để đặt những cái tên mỹ miều cho chúng chưa? Đừng quên đăng ký kênh để xem video tiếp theo nhé!